Thưa quý vị, thoát vị đĩa đệm cuộc sống thắt lưng cùng là căn bệnh rất thường gặp ở những người trưởng thành từ lứa tuổi 30 đến 50 tuổi. Ngoài ra thì đối với những người cao tuổi ở giai đoạn mà xương khớp đã thoái hóa thì cũng rất dễ gặp phải căn bệnh này. Bệnh thoát vị đĩa đệm sẽ gây nên rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh nếu như không được điều trị sớm và đúng cách. Nếu như không được điều trị kịp thời dẫn tới đau không phải một chân cả hai chân và nó gây teo cơ và nó làm cho đi lại gần như bại yếu. Thậm chí là có những phần bị mất cảm giác. Vậy để hiểu rõ về căn bệnh thoát vị đĩa đệm, cách phòng và điều trị đúng cách, thì trong chương trình Khỏe Thật Đơn Giản ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này. Cấu trúc đĩa đệm bao gồm hai phần, nhân nhầy nằm ở trung tâm của đĩa đệm và được bao ngoài bởi lớp bao sơ. Khi đĩa đệm bị tổn thương, có thể do thoái hóa hoặc do chấn thương cuộc sống, cộng thêm chấn thương do các tác động cơ học hoặc vận động hàng ngày sẽ khiến bao sơ đĩa đệm bị rách, nhân nhảy thoát ra ngoài, gây chèn ép lên thần kinh cuộc sống. Đây chính là hiện tượng thoát vị đĩa đệm. Trên 90-95% tổng số bệnh nhân thoát vị đĩa đệm có thể điều trị được bằng con đường bảo tồn, 5-10% phải điều trị phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện nay, điều trị bảo tồn thoát vị đĩa đệm cột sống lưng được các bác sĩ ưu tiên áp dụng và người bệnh lựa chọn. Ở cái chỗ mình đang đau đớn mà không cúi được, không ngồi được, rồi nằm không dở mình được, lúc dậy là với người nâng dậy. Và được giới thiệu đến chỗ Đỗ Minh Đường đây thì là châm cứu bấm huyệt để uống thuốc. Tôi đã thấy có hiệu quả rất cao. Bao giờ thoát vị đĩa đệm thì nó sẽ có đau cục bộ và nó đau lan tỏa xuống chân. Mình dùng phương pháp bấm huyệt châm cứu thì nó có tác dụng làm cho thông các cái kinh mạch, kinh lạc và làm như giải tỏa được cái cảm giác đau tức thời và những cơn đau dai dẳng. Với phương pháp nào đi chăng nữa, để mang lại hiệu quả cao trong chữa bệnh cũng cần đáp ứng được hai yêu cầu quan trọng. Thứ nhất, giúp cho người bệnh giảm áp lực nội đĩa đệm, tạo điều kiện cho nhân nhảy về đúng vị trí của nó. Thứ hai, cần phục hồi cột sống bằng cách làm tăng lượng nước và chất dinh dưỡng cung cấp cho đĩa đệm và lớp bao sơ. Điều này giúp cho mô cơ được bảo vệ, củng cố và khỏe mạnh dần lên, tạo tiền đề cho cột sống được phục hồi. Chữa bệnh thoát vị đĩa đệm bằng cách tập xà đơn là một trong số các phương pháp đơn giản mà lại thu được hiệu quả cao. Giữ cơ thể trên xà, hai tay mở rộng hình chữ V, cánh tay của bạn không mở rộng, lưng hoàn toàn được giữ thẳng. Kéo lên cho đến khi ngực của bạn ngang thanh xà. Trong quá trình đu mình, cơ thể của bạn phải rũ theo một đường thẳng. Quay trở lại vị trí bắt đầu từ từ và nhớ không mở rộng cánh tay của bạn hoàn toàn. Hít xả đơn khiến các cột sống của bạn được kéo giãn, giải tỏa sức ép lên các dây thần kinh và các khớp được làm tăng cường lưu thông máu. Một số lưu ý, nên khởi động kỹ toàn thân, nhất là hai tay và hai khớp vai trước khi đu xả. Vừa rồi thì các bác sĩ đã đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích đối với những bệnh nhân đang điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Có một điều mà chúng tôi luôn muốn hướng đến, đó là tất cả mọi người nên tích cực và chủ động hơn trong việc phòng và chữa bệnh của bản thân. Thưa quý vị, qua những thông tin vừa rồi của chương trình thì chúng ta có thể thấy rằng căn bệnh thoát vị đĩa đệm cần được tích cực thăm khám và được các bác sĩ điều trị. Tập luyện cũng cần phải đúng cách và bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất quan trọng để giúp cho bệnh nhân có thể phục hồi nhanh chóng hơn và được điều trị đạt được kết quả cao hơn. Hy vọng rằng chúng tôi đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích giúp cho quý vị có thêm kiến thức về căn bệnh thoát vị đĩa đệm để phòng và điều trị bệnh hiệu quả cho bản thân và gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.